Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi đầu năm 2019, bộ tứ con giáp siêu may mắn, muốn gì được nấy. Theo tử vi đầu năm 2019, có thể nói bốn con giáp dưới đây chính là bộ tứ siêu đẳng khi mà luôn có may mắn vây quanh. Cùng Lịch Ngày Tốt xem ngày sau đấy nhé. Tuổi Tuất, con giáp này vốn là người tài hoa, lại có nhân duyên cực tốt. Xem tử vi 2018, tuổi Tuất phạm thái tuế nên gặp hết khó khăn này tới trở ngại khác, khó lòng làm được chuyện như ý mình. Tuy nhiên, bước sang năm 2019, nhất là thời điểm đầu năm, con giáp này sẽ có được nhiều biến chuyển tích cực. Thậm chí, sự may mắn mà tuổi Tuất có được trong thời điểm này là điều mà chưa ai từng nghĩ tới. Theo dõi tử vi đầu năm 2019, người tuổi Tuất có thể dễ dàng phát tài bằng chính cơ hội kiếm tiền trong tầm tay. Tài lộc dồi dào, cuộc sống viên mãn, con giáp này cảm thấy mình thực sự may mắn. Chỉ cần cố gắng và nỗ lực để nắm bắt cơ hội, chắc chắn tiền tài sẽ theo nhau tự về nhà. Hoạnh tài và chính tài cùng theo đuổi tuổi Tuất, con giáp này có thu nhập chính và thu nhập phụ, tăng tiến không ngừng. Sự may mắn của bản mệnh không chỉ dừng lại ở đường tài lộc mà còn tiếp diễn ở đường tình duyên nữa. Đào hoa nở tưng bừng, tuổi Tuất có được tình yêu mình hằng mong ước. Xem tử vi 2019, tiền đầy túi, tình đầy tim, bản mệnh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chất lượng cuộc sống được nâng cao rõ rệt, tâm trạng cũng nhờ tình yêu, thắm sắc vô cùng thoải mái. Ngừng! Sự may mắn của bản mệnh không chỉ dừng lại ở đường tài lộc mà còn tiếp diễn ở đường tình duyên nữa. Đào hoa nở tưng bừng, tuổi Tuất có được tình yêu mình hằng mong ước. Xem tử vi 2019, tiền đầy túi, tình đầy tim, bản mệnh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chất lượng cuộc sống được nâng cao rõ rệt, tâm trạng cũng nhờ tình yêu, thắm sắc vô cùng thoải mái. Tuổi Sửu, trước giờ con giáp này làm việc luôn rất nghiêm túc và có trách nhiệm, họ không phải là người bỏ cuộc giữa chừng, làm gì cũng kiên trì, mong muốn người khác phải không thất vọng về mình. Theo tử vi đầu năm 2019, những chú trâu sẽ đón may mắn về nhà, có được nhiều cơ hội phát triển tốt trong sự nghiệp. Khoảng thời gian ứng với đại vận của tuổi Sửu, đặc biệt là 6 tháng đầu năm là thời điểm tài lộc un kéo về, nên tìm cách tiết kiệm hoặc tái đầu tư, chứ đừng để tiền bạc chết dí trong nhà mà không làm được bất cứ gì khác. Tuổi Dậu. Tuổi Dậu là người rất coi trọng ngoại hình, cũng thích phô trương, thích được mọi người tung hô. Bình thường những chú gà trống sống rất thoải mái, tràn hòa với mọi người nên được nhiều người yêu quý, cũng có được không ít sự hỗ trợ khi khó khăn. Xem tử vi phương đông, tuổi Dậu có duyên với tiền bạc, được tài tinh bảo trợ, chắc chắn sẽ làm ra rất nhiều tiền hoặc được hưởng lợi từ ai đó. Cuộc sống nhờ thế mà an nhàn sung túc, niềm vui bất ngờ đến với tuổi Dậu trong đầu năm Kỷ Hợi này không còn phải xem xét qua sự cố gắng của bản mệnh. Tuổi Mùi. Vận trình tuổi Mùi năm 2018 không đến nỗi tồi, tuy không đại phú đại quý nhưng ít nhất chẳng cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc hay cơm áo gạo tiền hàng ngày. Tiếp nối đó, tử vi chọn đời cho thấy rằng năm 2019 còn nhiều tin vui bất ngờ báo hơn nữa. Đầu năm Kỷ Hợi, người tuổi Mùi sẽ gặt hái được nhiều chuyện vui. Bạn chẳng mong chờ được sẽ hưởng lợi một mình, tất cả những việc con giáp này làm đều là vì mục tiêu tập thể, vì những thứ mà người thân yêu của mình đang chờ đợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.